Good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Mình thì mình thấy nó quá má. Trời ơi má ơi, tới sợi vậy á. Có chút ép một cái như này nè. Nó nói là của nước Úc. À, everyone from Gosh, be good and just enjoy with the people you love. Tables have turned. Christmas mà giờ có ai về hết. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Yeah, I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night counting on you. Tables are turned. Mở năm coi là mở năm thấy là nè không đó. Coi để ý hồi nãy giờ nó hơi giờ nó đem về nó cho chết lợi tao bò. Đem về cho cái đứa cháu của mình bên Việt Nam không mọi người. Còn á qua đây sau khi mình phát quà nhận quà xong hết về bên kia nhớ bên đây ở bên bển thì nó nhớ cho ngoại mà ở bên cho ngoại nhớ cho nội nữa. Quay cho mọi người coi nè. Christmas mà chưa có ai về hết à. Mọi người cũng biết là mình mới về hồi hôm á mọi người. Cho nên thì 1 giờ khuya. Cho nên mình không có đó, ông xã mình ông yêu sống mình rồi đó. Đó. Hồi hôm cho nên không có đủ thời gian để mà làm mọi thứ thì này bà ngoại với Út chuẩn bị đồ ăn đồ nè để mình quay cho mọi người coi ha. Nó ngày mai lấy ra cho coi thử cái đi. Can you bring the cake for me please? Thì mình cúng thôi thôi hồi sáng rồi ha, nhưng mà anh này làm cho gia đình ăn thôi thì mình cũng mời trong gia đình không à. Nhưng mà đang cái mùa cảm á mọi người, thành ra giờ chót là nhiều người mấy người cô với lại có người đi làm về trễ thành ra không có đến dự hết được. Nó hình ra đồ ăn giờ quá chừng đây. Bánh này bánh giống như ở ở điểm sắm á mọi người. Nó cái bánh ướt cái có tôm trong nè, mình rất là thích cái món này. Mà cái bánh này đặc biệt là má mình làm á lại ngon hơn ở tiệm luôn. Nó nói gì người ta nói mình nấu chứ thiệt sự á mình ăn tiệm mình ăn không ngon bằng. Cái bánh này rất là mềm mà dẻo rất là ngon. Nhưng mà cái hay của nó là cái tương thôi à. Đó, cái tương của điểm sắm thì nó ngon. Nhưng mà cái bánh này rất là ngon. Nó tôm nè ha.
Rồi đây là gà rán em gái mình làm. Bánh hỏi ăn với cái này với nem nướng. Còn chè này là hồi sáng. Tôm cũng thôi nôi. Còn đây là tôm chiên ha, ăn rai rai nãy. Đây là mì sầu giòn. Mì sầu giòn thì chút xíu nữa sẽ làm sốt sầu giòn. Hiện giờ là có số người chưa lại, rồi có số người đi làm chưa lại. Cho nên nó quay sơ cho mọi người coi. Không khí gia đình mình đón Noel như thế nào ha. Đây là cái bánh sinh nhật của con trai mình đây. Happy birthday Ethan Botero. Đó. Đã chưa? December 24. This is Christmas baby and birthday baby too. Đó. Đây là quà nè mọi người. Đó, một người chút xíu quà chơi á. Đó, quà của cây Noel ha. Bên đây là như mình nói, cây Noel này á, là quà của Mission là Ethan. Có những cái số đồ quà bên ông nội bà nội gửi về á, trong hộp đồ này kia mà bắt buộc mình phải gỡ hộp ra mình mới bỏ vô cái thùng được á mọi người. Cho nên xé ra để vậy thì mình để đậu đóng vậy thôi ha. Rồi bên cây Noel này á, là cây Noel của Micon. Nó quà hiện giờ chưa tới giờ Noel là chỉ đã mở sạch. Đây nè mọi người, đó, có nghe không khí Christmas lên chưa? Đó, ông ngoại uống bia. Chị này chưa thay đồ nữa, vợ chồng là mình là Christmas hết rồi hả ông đó. Mới về hồi hôm mà vẫn tươi tắn ha. Đây. Đây, baby boy đây. Xin ơi, còn bệnh nè mọi người, đó. Hai má mi là hai cây Noel nè, thấy chưa? Đó, Úc ở người sao che. Chị Duyên cũng giống Noel lắm nè chứ bộ. Đó, cũng tươi tắn nè, thấy không? Thực ra trong nhà không có lạnh mọi người, mình bắt lên cho không khí Noel chơi vậy thôi chứ không có lạnh. Không phải là lạnh, hả? Muốn là livestream cũng được. Mà bây giờ kẹt cái làm bánh ban ngày, giờ này là vợ bánh dọn buôn bán. Không khí nha mọi người ha. Mình phải đó. Ngày nay sinh nhật Mi Xanh. Mi con nó kêu ba nó vẽ cái này đặng tặng sinh nhật em nè. Đó, sinh nhật Mi Xanh nè. Mua hoa đỏ tươi nè. Giờ mình quay đồ ăn cho mọi người coi ha. Hồi nãy mình có quay rồi đó. Đó. Cái ly nước này là mật ong với chanh màu vàng á hả, với lại chanh giỏi vàng á mọi người. Rồi bỏ thêm cái hạt chia vô hồ uống rất là ngon. Uống rất là ngon như chanh muối vậy á, rất là ngon luôn mọi người. Wow, cái công thức nước này là của đại hàng mọi người, rất là ngon ha. Nước mật ong với lại chanh nè. Má mình làm cái món nè bà ngoại nè, làm cái món bánh này bánh cuốn. Mà món này á thì mình không có khoái cái món này, mình khoái cái này ha. Cái này là bánh của điểm sắm á mọi người hả, bánh điểm sắm. Đó. Nhà này á, nữ giới không nha, chứ mà tiệc tùng là đồ ăn là ngập tràn luôn á. Đó. Quay cho mọi người xem. We wish you a merry Christmas. Chị mình. Nè mọi người, đây là giờ mình quay cái không khí gia đình Noel của mình bên này ha. Lâu lắm mình gia đình mình mới có một cái dịp như thế này. Thường là cũng đông lắm, nhưng mà tại vì ngày nay mấy người cô của mình không được khỏe cho nên không có qua ha. Đó. Thì giờ chỉ là ba má mình với chị em của mình thôi, mình để máy mình quay cho mọi người coi cái không khí của cái Noel nhà mình. Thì nó đơn giản vậy thôi ha mọi người. Không có bạn bè gì hết, nhưng mà ngày mai ngày 25 thì ngày nay mình tính đặt tiệc cho Mi Xanh. Nhưng mà Noel người ta không có mở nhà hàng ha mọi người, 24 tây là người ta không có mở. Cho nên 25 tây là ngày mai thì mình mới làm tiệc được. Cho nên là chính
ngày nay chỉ là cúng thôi thôi, 12 tháng rồi làm tiệc sơ ở nhà thôi. Nhưng mà ngày mai mới là chính thức ngày làm sinh nhật cho Misan ở hotel Radisson Hotel của ở Edmonton Ham. Thì cũng vậy, cũng là trong gia đình thôi chứ cũng không có ai hết. Mọi người hết xứ này thì đa số là làm việc và thời gian là nghỉ ngơi thì chỉ dành cho gia đình thôi ha. Giống như tiệc tùng thì từ khi đám cưới đó thì Kim mới mời, còn ấy là gia đình một số bạn bè rất là thân thì mới mời thôi, chứ không phải mời nhiều thì là nhiều bạn bè này kia. Mình không muốn làm phiền người ta nữa mọi người hết, tại vì ngày lễ là mọi người muốn dành thời gian cho gia đình riêng của họ, cho nên mình chỉ mời những cái việc nào mà rất là quan trọng thì mình mới mời thôi ha. Đó, mọi người thấy nè, là mình về hồi hôm là lúc 11 giờ, về tới nhà là 1 giờ khuya. Là ngày nay là mình dậy là mình phải dọn dẹp mấy cái hành lý quà cáp với lại đồ dơ đồ này kia mình phải giặt sạch hết. Là đến giờ này á, là bây giờ rồi 7 giờ rưỡi tối mà này là có em mình nó phụ em chị rồi má nó phụ làm mấy cái tiệc đó, chứ mình không có, mình chỉ là làm cái công việc của mình thôi, là dọn dẹp nhà cửa, quần áo đồ chứ sau chuyến đi thôi. Còn tất cả đồ ăn uống là gia đình mình, chị em mình với bạn má là chuẩn bị hết ha. Thì để muốn gửi một chút xíu gì cái không khí Noel cho mọi người để đến mọi người coi thôi ha. Thì chúc mọi người có một cái Giáng sinh vui vẻ cùng bên gia đình giống như gia đình của mình. Nè mọi người, cái nước này á là làm sao bé? Nước này làm sao hả? Nước này mua của ai hàng? Mua sẵn hả? Mua sẵn nó bao sẵn. Y như là tắc mà nó làm sẵn vậy mọi người. Rồi mình dành quậy ra nãy thì mình tưởng tự nó làm, tưởng đâu nó đổ nước bỏ mật ong vô sao ha. Thực sự phải cái hũ này bên đại hàng nó bán sẵn á. Cái chanh nó cắt sẵn, nó làm dạng như syrup á, mình giờ mình quậy như nước rất là ngon luôn. Mình kêu như là dạng nước tắc vậy mọi người, ngon thiệt là ngon. Quá ngon luôn, mật ong không á. Bỏ hạt chia vô nữa. Người mọi người coi nhỏ em mình á, nhỏ em mình lại nhỏ ngọn gốc đắng này, mình quay cho mọi người coi. Nói mà gọi là khùng, là khùng với sai tiền, mà khùng nhất là trong nhà gia đình mình là chỉ có nhỏ đó, nó xài tiền, nó xài tiền khùng lắm. Đối với mình là khùng, nhưng mà theo như cái này mình nói chắc nhiều người mà có điều kiện thì chắc cũng thấy không có thấm thía gì đâu, mà sao mình la nó dữ thế. Nhưng mà đối với mình á thì mình thấy nó quá mắc. Trời ơi má ơi, trái xoài vậy á, có chút ép vậy nè, không có cái gì đặc biệt hết mọi người, mà 7 đồng một trái, mà trong khi mình mua một thùng á là 10 đồng mà 8 trái, mà nó mua một trái vậy 7 đồng đó. Thì có những người ăn dạng sang á thì thấy nó thường ha, còn mình á thì mình không có sang, thành ra mình thấy nó điên quá đi. Nó mua 2 trái mà 15 đồng, nó 7 đồng mấy. Mình nói nó khùng quá nữa, mọi người thấy nó có khùng không? Hay là chỉ có mình thấy nó khùng thôi nữa? Một trái nó nhiêu đây nè. Nó nói là của nước Úc. À, bên Canada mua của nước Úc thành ra mắc. Nè, bây giờ nhà mình bắt đầu cuối quà Noel nha mọi người. Đó, mình chủ yếu là một chút quà nhỏ nhỏ tượng trưng thôi, để cho cái ngày này được vui vẻ vậy thôi ha, chứ không có mang tính chất là vật chất nhiều ha, chỉ là mang tính chất kỷ niệm vui lại cho có không khí nha mọi người ha. Đó, để coi quà của ai, có quà của ai không đây. Ok, cái này nó open mẹ nữa rồi. Open rồi. Ông xã mình nó là thích chó cho nên nó tặng chó lên mà nó nhà nó ăn trước rồi nè mọi người. Con mở ra nó ăn trước rồi nè. Đó, cái quà này của ai? Who's this person? I'm gonna buy for Mauricio. This one. This one on sale. Everything for him on sale. When I have to show everything. Like,
Yeah, but you have to be patient. Okay. Okay, this one for him too. I buy two gifts for him. Okay. Thank you. Okay. So you're gonna do the present. Okay, so I'm gonna start then. I don't remember each one, but I'm gonna start with the girl. So this one. So this present is for somebody who is very nice. Everybody nice, but something pisses me off every day. She's very hard worker. She's very good daughter, very good sister. Là một người con good nè, một nhân viên giỏi nè, một người em tốt nè, nè. She helps us a lot with the kids, which is much appreciated. We have to pay a few dollars for the hat, but it's okay. But it's okay. But it's right. And this is for you. This Okay, so let me tell us that. So this one is a very famous Colombian designer. And it's made, it's handcrafted, made by hand. Pure leather. And it's one unique design. So it's really good. Okay. Yeah. It's really good. It's nice, the color, I like it too. Yeah. Do we see everyone there? Đây là cái quà này là của chị Ly này, chị Ly tặng cho Mi Xanh nè. Ủa vậy cái này cũng giống nó luôn. Ở đó. Ờ, tao cũng giống về sao thấy. Oh, say this one to Papa. Cái này chị Ly mua cái máy này là y chang cái máy này nè mọi người. Mình điều chỉnh mà quay vòng vòng chéo lại như cái này luôn nè. Chịu chơi chưa? Có cái remote control nè mọi người. Very nice. Đúng rồi, cho mấy đứa nhỏ rất là xem ha. À, cái này đẹp thiệt các bạn. Okay, you continue. Okay, yeah. Cái này là Di Di tặng cho Mi con. Con nói thank you Di Di đi con. Besita, besita para Yeye. Con Út là cho cái áo này nha. Thank you, Yeye. Như là một cái đồ chơi với một cái bánh kem. Okay. Có này là cái gì? Tina. How to try this one? No, I know how to try it.
the back or the front? The back or front is okay. The back or front is okay. No, that's better. Để cho cô dài vậy bạn. Đâu, ông có kìa, có kìa. This is the one that my mother-in-law bought it for me. Ồ, mà sang với mày. Má chồng tặng nè, bả là chơi về da thiệt. Má chồng mình là chỉ là xài da thiệt đó, da này nè. Bên bên Colombia nó xài ba cái hàng da nhiều. And that one for whom I don't know. Okay, so this one is for a little girl. Yeah, little girl. She's very pretty. She's very smart. She's a little bit naughty sometimes, but but it's okay. We have to train her on that. And very shy too. Sometimes she's very shy, so you have to improve on that. Who is that? And I think Santa brought it for you in order to listen to music when you're traveling. Good! And this is Elsa! Elsa! And this? Yeah. Okay. Okay, no problem. I'll open it in 2 seconds. All right. And you can wear it. What should I say? This person very important. Là người rất là quan trọng đối với ông xã mình. Thành ra ông phải lựa lời để ông nói này nha. Okay, so this person. Now we change the color. Yeah. So he's. Okay. Okay, listen guys. So this person, he's the leader of the family. He's a very good guy, very strict, very serious. Sometimes he doesn't talk too much, but we know he's around. Oh my goodness, baby. We know he's around. He loves to drink Heineken. Ở đây à, món quà này dành cho một người mà ông rất là nể trọng và người đứng đầu của gia đình, người không bao giờ nói chuyện, mặc dù ngồi kế bên mà không bao giờ nghe tiếng của người đó, nhưng mà người đó lúc nào cũng đâu đó. And he loves the color white. He loves the color white. Lúc nào là cũng có một màu duy nhất là màu trắng thôi mọi người. Cho nên lần này là. And he loves to wear a cap, but he's not wearing a cap today. So this is for Ba. This is for Ba. And he said that he wanted to change the color for Ba. He doesn't want him to wear white. So this is for Ba. And this is for. Cái này là ông chọn á, ông tự chọn á, đó, cái là cho ngoại, cái này là cho ngoại. Cô bà mình không? Đây, cái giỏ này á là cho mọi lứa tuổi, rất là sang, cái này ông bệnh. Cái này đi du lịch cho đất ơi. Đeo cái này cũng được mà cầm này rất là sang luôn. Du lịch đó đẹp xuống. Rất là sang luôn. Cái này xe đi sách không vậy cũng đẹp giống như mấy người. Mà mọi người biết không? Cái này á, mình rất là thích luôn này. Cái này đẹp. Mình mua là cái màu này á, dành cho người lớn xài cũng được, người trẻ xài cũng được. Thì cái lý do mình chọn cái này á, là mình biết á, cái món quà này mình đưa ra là ít nhất nửa tháng, cái nửa năm hay là một năm sau nó cũng trở về tay mình đó, cho nên mình lựa chọn cái mình thích luôn. Đây là món quà dành cho má của mình nè mọi người. Trước sau gì cũng về tay mình nè. Đây cái đó cho bà ngoại đó. Cái này này là gì? Cái này gì gì hết sắp tiếp theo. Because you waste too much when you live at my house. You waste too much, now she buy for your own. This is for my baby boy. No.
Oh, this is for me, con. Yeah, this is for baby con. Oh, this is for me, son. Me, son. Me, son, này con. Xin xăm ông kia. This is. Còn cái món quà này á là mình tặng cho một cái bé gái, mà cái bé gái đó nói lúc nào cũng nói là mami không có bao giờ mua quà cho con hết. Không bao giờ mua quà. Bé gái đó là này. Đức ơi. Đây là monkey doctor. Cái này á, mọi người biết không, gánh vô rồi mình khám vô. Rồi con khỉ này nó sẽ nói là nó nóng, nó bệnh, nó này nó kia luôn. Là rất là thông minh. Nè, cái này mami tặng cho con. Thấy chưa, mami mua quà cho con rồi, thấy không? Thì mami ăn thôi. Con nói gì? Sai cái gì happy kỳ vậy? Nè, 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 coi nè, coi nè. Coi nè. Colombia về ông nội tặng này ra rồi. Cái nói sao phải không? Thôi vậy đi xanh có rồi. Cái này đem về cho cháu nội bên Việt Nam cho cô Bo. Đó. Nè. Mở năm coi là mở năm thấy nè, thấy không? Đó. Là có ai cùng lên nói không thương con mình hay không á là thấy không? Cái này là của cháu ngoại. Mà ngồi để ý hồi nãy giờ nói thôi giờ tao đem về tao cho cháu nội tao một Bo. Tao đem này về cho bo của tao giờ á, lấy cái này giấu ở đặng á, tao đem về Việt Nam tao cho một bo. Tao đem về cho cái đứa cháu của mình bên Việt Nam á mọi người. Còn á, qua đây chơi mà hồi nãy giờ ngồi chơi á, có hơi kiên nhẫn ha. Sau khi mình phát quà, nhận quà xong hết giờ đấy, thôi giờ tao đi về. Thì dữ không? Sau khi nhận quà xong, giờ tao đi về. Tao không ở đây nữa. Yeah, I have to put it back. He's scared. Bữa người lớn tuổi vậy ha mọi người. Ở bên này nhớ bên kia. Về bên kia nhớ bên này. Ở bên bển thì nó nhớ cho ngoại. Mở bên cho ngoại nhớ cho nội. Nó giờ gom đồ cho ngoại về cho cho nội. À. Cái này nặng không? I need to connect it to something, Mika. Okay, I will give you a music later. Let me give you batteries on this one. Can I move? Huh?
con mua ở mua cho con mua cho Tina hả? Ở ở trên bên nào để con nhà mai có đi để bóc xin đây con đi. Tôm này rất là ngon mọi người. Vậy cái này thì Tina này ở trên. Hi everyone, here's my husband. We all would like to say Merry Christmas and Happy New Year to everyone from all over the world. So wish you all have a Merry Christmas, stay safe and be happy for this happy holiday. Merry Christmas, enjoy the holidays and family. Be safe, don't drink too much, eat good, and just enjoy with the people you love around, with the kids, with your mom, with your dad, whoever you love, just enjoy it, okay? Merry Christmas! Merry Christmas! We wish Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! And Happy New Year!